Ok, lên em. Hôm nay chơi con game nhẹ nhàng, giải trí, thư giãn, thoải mái, thư thái nha. Không có là xây dựng đau đầu nhức óc đâu. Thực ra con game này nó thuộc dạng giải đố nên là cũng không có nhẹ nhàng đầu óc nữa lắm. Có khi chơi tí nữa là đột quỵ luôn không chừng. Rồi. Game này lúc trước tôi đã chơi một lần cái phiên bản demo trên mà Steam Next Fest hôm qua cái sự kiện của họ. Thì lúc game này ra mắt đó, tôi cũng không nhớ nữa, dev cũng không có gửi kia cho tôi, họ bảo là bị cái lỗi gì đó. Rồi sau đó thì nó ra mắt khá lâu rồi họ mới gửi, mới xin lỗi cái gì đó do bị lỗi kỹ thuật gì đó rồi. Thì hôm nay thì mới có cơ hội để chơi thử game này. Nó cũng khá lỗng luôn, dev review thì tôi luôn tắt trong mấy con game mà như thế này á. Audio có vẻ cũng hơi to. Hôm nay được chưa ta? 999 799. Ngôn ngữ thì chắc không có tiếng Việt của chúng ta đâu. Rất là nhiều ngôn ngữ luôn, nhưng mà đáng tiếc là không có tiếng Việt, cũng hơi buồn. Thôi. Chapter Select là chưa có chơi được game nào hết, nó chưa có chơi tròn, chúng ta đi strategy từ đầu thôi. Game này thì nó thuộc dạng giải đố thư giãn. Cũng không thể gọi là thư giãn nữa mà nó mang tính phiêu lưu trải nghiệm nhiều hơn. Chúng ta nhập vai vào một thanh niên trẻ tuổi rất là gân guốc luôn. Trẻ thôi, chắc học IT nên mà màu tóc hơi bạc tí, lên hơi gùn tí thì cầm thêm cây gậy nữa. Game này thì nó có một cái cốt truyện gì đó nhưng mà tôi chưa có trải nghiệm hết nên cũng không có nói bậy được. Cơ bản thì chúng ta là một cái ông cụ bất tưởng ở cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đây, game này chuyển động animation rất mượt mà nha. Cái tông màu nó làm cũng hơi nhạt một tí nên anh em cảm giác là nó hơi chìm chìm á, nhưng mà nhờ cái thiết kế như thế này thì rất là dễ nhìn. Cuối cùng ông cũng đã thức tỉnh rồi à cô gia, ông đã dậy rồi à. Cái chuyến hành trình bây giờ mới bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy nói chuyện với là Malena. Nếu cô ấy đồng ý đưa anh trở lại á, nhưng phải làm một điều gì đó cho cô ấy. Tất cả mọi người đều như vậy mà. Rồi chúc may mắn người anh em. Đây nhân vật chính của chúng ta đây, không có cuộn vô cuộn ra được ta. Đương nhiên cái dòng game giải đố thì sẽ có một vài cái cơ chế để anh em có thể bộc bạch thoải mái rồi. Con game này thì nó có cái trò cắm cái gậy gì nè. Ở đây có 5 bức tượng như ngũ đại hoa cây ghe vậy đó. Bức tượng này bao phủ bởi một cái lớp gông ghiêu. Cái vệt 100 đó chắc là cái yếu tố dẫn đường trong game này, nó hướng dẫn mình một cách khá là tinh tế. Chỗ này leo lên quá. Khá leo không sao? À không phải leo, nó giới thiệu cho mình thôi. Cái kiến trúc còn là động thực vật ở đây thì tương đối kỳ quái nha. Nhấp chuột trái đi sử dụng cây gậy. À, chiếu bóng đèn vô. Ánh sáng của đạn. Ủa sao nó không sáng? Thằng này sáng nè, còn thằng này không sáng là sao ta? Thôi, ok. Game giải đố nhẹ nhàng mà. Nhạc nó âm u dữ nha. Buổi tối chơi game này không chừng nó giống như game kinh dị luôn á. Cái chướng khí này nó sẽ bị triệt tiêu bởi ánh sáng. Trục trái của mình á là ánh sáng phân kỳ, nó sẽ tạo ra cái vùng sáng, anh em nhìn cái vòng tròn nó to ra nè. Còn trục phải là kiểu ánh sáng hội tụ, nó sẽ gom cái ánh sáng thành như một cái tia chiếu vậy. Đây Malena gì của chúng ta đây. Rất là cao luôn nha. Em nó chỉ đi qua bên trên cái dãy núi bên kia kìa. Nên chúng ta vào đây thì sẽ đương nhiên là báo lỗi. Cái nhà thờ này đã bị phá rồi. Cái cửa bị phá ở bên trong, không có lối vào. Mình cần phải được Malena chấp nhận thì mới vào được. Đó. Lại gặp Malena này à. Thì em nó chỉ qua bển. Game này nhảy xuống là mất máu nha. Hồi đó tôi không biết, tôi toàn đi đường tắt vẫn kiểu mà bay lên núi xuống không à. Cụ già rất là gân luôn, bay vài lần không chết, nhưng mà tới lúc cần thì lại chết. Có con game chiêu gành apply á, những đứa trẻ và ánh sáng á, thì con game này là all apply, cụ già và cái gậy, ánh sáng. Đoạn này thì trong mấy cái demo thì tôi đã thử qua khá nhiều rồi, nên thuộc lòng luôn rồi. Hiện thân với ánh sáng của đảng đâu. Ủa nó không bể hả ta? Hình như chỉ cần sáng lên là được. Ở đây tiếp bên này còn một hai cục nữa. Anh em mà ở miền Tây á thì chắc biết mà cái kiểu mà chèo thuyền sông nước trên cái ghe bồng như thế này không có dễ đâu nha. Nhìn vậy chứ là chèo cực kỳ khó luôn á. Anh em chèo mà không biết là nó đi vòng tròn luôn, trong khi cụ này một tay chèo một tay cầm cái đèn pin chiếu vậy. Mấy cái vệt màu vàng này nó tô đậm quá. Tiếng game ghê quá, tiếng game ghê quá. Con cá voi nè. Đấy ơi. Chết rồi, nó mới hiển thị ra nút ship để chạy. Mấy anh em thấy ông đép củ hành mình chưa? Từ từ để nó đập cái đuôi xuống. Quái vật đầu to. Nè anh em nhìn cái bãi thịt dưới này nó bị lỗi mà hiệu ứng nè. Đó anh em thấy mấy cái chấm đèn nó chớp chớp không? Ủa? Sao đi lên được? Trời ơi game lỗi. Úp sọt hay là úp sọt anh hả? Của úp sọt cụ hả? Bên này cái nữa. Game này thì cái dòng game vậy như là nó bui lên cái mà này nó gọi là cái gì ta? Isometric, là cái góc nhìn hướng top down mà xuyên xuyên như thế này nè, trên những cái khối góc vuông như thế này. Những cái dòng game như thế này á làm anh em nhìn có vẻ đơn giản chứ làm không có dễ đâu. Cái con cá voi này thì nó đã chạm đến cái điểm cuối cùng của cuộc sống. Nó bị Malena nó ăn nhiễm vào những cái thớ thịt tươi của nó rồi. Bây giờ mình có thể nhấn Q để thu cây gậy về. Cắm cây gậy đây. Sau đó mình có thể chiếu sáng nè để nó thanh tẩy cho mình. Rồi nhấn Q để thu cây gậy lại lần nữa. Ở đây mình đi xuống nước là nhiễm độc. Đó, nhiễm độc nên mình dùng cây gậy để mình chiếu cho mình. Chiếu chuột trái nha. Chiếu chuột phải là hẹo luôn á. Chống đi lên cầu thang được. Sao vậy ta? Đâu có bật chuông đi cây cái gì đâu. Được rồi nào, được rồi nào. Quy ở đây. Rồi nhấn quy ở đây nó không? Kìa, nó cứ bị điên dưới mà tôi không hiểu tại sao nữa. Hay là do cái tay cầm nữa đâu. Anh em để ý tôi rút cái tay cầm ra. Đó đó đó, lâu lâu cái nhân vật của mình nó tự đi lên hướng à, tôi không có điều khiển à. Trước khi bị kẹt nút gì không vậy? Không không. Từ trên lên. Rồi quy. Rồi ok, đi qua đây thôi. Chỗ này cảm giác như nó bị kẹt nút thiệt đó. Đây mình thanh tẩy cứu con cá voi. Cá voi xanh. Cá voi này nó không có những là nó còn biết bơi mà nó còn biết bay nữa. tiễn đưa những linh hồn về nơi chính suối. Bây giờ mới xong cái đoạn logo đầu game. Rồi, cho mình vô cái nhà thờ nè, tắm cái sạch sẽ. Trong này thì có thanh niên này là cũng gần như bỏ cuộc rồi. Ủm, vào lại một cái người lạ mới nữa à? Chưa kịp đọc. Mình cũng muốn quay trở về nhưng mà mấy cái đường đi nó bị mất kết nối hết rồi. Cái này xong lấy. Một lá bài tarot hả? Chữ nhiều quá tôi đọc không được, tôi mù tiếng Anh. Rồi đêm đó không được nữa, bắt phải đêm đây nữa. Đó, mình bây giờ quay về trần thế nè. Đừng quên bạn cần phải tìm một cái con cá voi tên là Hotcake gì đó. Đây, lúc trước hình như là mình treo cổ tự tử đó. Anh em nhìn thấy mà cái cọng dây thừng nó là lửng ở trên với cọng dây thừng dưới chân mình không? Mình treo cổ tự tử rồi, đang ở ranh giới bờ vực giữa sự sống và cái chết. Thì mình mới có hối tiếc cái gì đó. Nếu bạn đọc những chữ này thì tôi đã sẵn sàng để chết rồi. Bạn có thể giúp đỡ bản thân tôi. Rồi ơi. Rồi bên trong cái nhà này có một số cái công cụ gì đó. Lúc trước là cái di thư này cũng là của mình để lại luôn đó nha. Mình tự sát rồi mình để lại cái di thư này á. Anh em thấy hình cá không? Ủa cái này cũng tương tác được nữa hả? Đây là cái tảng đá cầu nguyện. Rồi biến nhiêu rồi. Hình như nó tăng thêm một tí sức mạnh cho mình. Anh em nhìn cái cục đá này nó cũng hình con cá heo đó nè. Game này tạo hình cá rất là nhiều luôn. Cái này để làm gì? Ủa đi lại nhấn tương tác à? Đồ họa nó cảm giác nó bị bệt bệt, nó không đẹp cho lắm. Chuột ở đâu rồi? Để vui game ha. Để cửa sổ rồi không thấy khác biệt gì vậy? Internet không được, F11 được. Rồi để cửa sổ đi cho nó mượt hơn. Tôi ẩn thành tách 3 này luôn. Độ phân giải nó bị giảm về cái mức khá là thấp. Rồi ok, đẹp đây đó. Giờ mình đi vào cái cabin gỗ, coi một số cái phụ tùng mình để lại trước khi chết á, nó giúp ích gì được cho mình trên chuyến hành trình này không. Cụ còn trẻ còn khỏe như thế này đi đứng chạy nhảy mà. Rất là nhiều nón nha. Rồi có một số cái vật dụng hữu ích ở đây. Đó, anh em chơi lên nguyên bộ gear full set luôn nè. Đây dạng như cái bàn thờ á, đây nè. Bàn thờ 3-4 cái đó. Cụ chết biết bao lâu mà nến nó vẫn cháy rồi thấy không? À chắc cũng chưa lâu đâu, do cái thế giới bên kia nó dòng thời gian nó khác rồi sao. Đây, bây giờ mình có thể phi thiên ngự kiếm thôi đó. Có liền mày không biết có búa không nữa. Chapter 1. Hả? Đường ẩn hả? Rồi rồi tí nữa quay lại. Nghĩ nhà mình nhớ nha. Chỗ này không có đi được. Chỗ này chắc mà bật lên để cầu nguyện tăng sức mạnh vậy thôi. Mới hướng dẫn mình nãy đó. Rồi đọc ba cái nốt thôi, chữ nhiều quá. Hết đường rồi. Vậy là đi qua bên đây chiếu cục đá một cái rồi quay là mình về cái đường ẩn đó. À, hóa ra cụ lái cái thuyền này như cái thuyền buồm chứ không phải là chèo. Cái cây gậy này vạn năng phết luôn á. Ở đâu đây? Sao chỗ này đẹp như nào? Cái gì? Giật tới mình. Cái bức vẽ trên này là một cái bản đồ được vẽ bởi là Elfoot. Elfoot có thể tương tác với cái bản đồ và nhìn thấy những cái con đường đưa đến cái đích. Đưa đến đích đến hả? Có nhìn thấy con heo Hotcake nó không? Nó nằm ở cái hòn đảo màu xám, nơi cuối cùng cái định mệnh của mình. Mình chỉ có thể nhìn thấy cái đích đến của cái định mệnh thôi, nhưng không nhìn thấy được con đường nữa đó. Mình đang đâu đây? Dụ tôi đi vào đây để nói đúng một câu vậy à. Game này game tiến tính mà, có phải thế giới mở đâu mà ép người chơi phải đi đâu. Cứ chạy thẳng là tới thôi. Rồi nãy rẽ trái rồi, giờ chúng ta qua phải. Chỗ này hình như là có mấy con cá nó có màu cái gì đó. Đâu chứ là không nhớ nữa. Nè, có con cá bự bự nè. Con cá này nó đòi ăn con cá vàng. Có con cá vàng cho nó thì nó mới cho mình đi qua. Đó, bóng bóng bàn bàn, cá vàng cá bạc. Ánh sáng sẽ hấp dẫn con cá từ cây gậy. Bây giờ mình phải bám theo nó. Đó, câu nó như câu cá vậy. Hả? Hụt hết á. Bơi từ từ bay. Là anh sao? À, nào nó hiện ra cái vòng tròn đó thì nhấn nút cấp. Trời, quýt thăm event trong lúc mà theo đuổi nữa. Bắt được cái linh hồn đầu tiên. Gì đây cái bức tượng này nó miêu tả như 4 người anh em gì đó, những cái người mà lãnh đạo trên hòn đảo này. Cái góc nhìn bức tượng này khi anh em bấm vô nó nhìn từ hướng bên trái nè, giống như là trong cái nhà vậy nè nè, đó giống như từ trong cái nhà này nhìn ra vậy. Nhưng mà phá cái này xong không biết được cái gì không. Ở trên đây có đồ nè, nhớ lần trước tôi đi vô đây. Mình phải chiếu ánh sáng dẫn nó về cái hồn. Khó gì đó hả? Game này điều khiển nó khó phết á. Đi. Lại chiếu đọc sách bằng đèn pin, trời ơi. Lá bài Targot thứ 2. Gọi là Targot thôi chứ không phải nó là Targot đâu. Cái căn nhà là nó bị đóng cửa từ bên ngoài rồi, chỉ có cái chứng khí bên trong thôi. Nên nói về cái ngôi làng này, có khả năng là một trong 4 người anh em này bị chứng khí nó nhập vô, nên quyết định nhốt một người vô đó xong rồi phá cái xích này lại luôn. Ngoài ra thì còn một cái nữa nằm ngay cái ghế đá này nãy nữa. Tức là người nhốt vô đó rồi thì cái người sống bên ngoài chắc cũng đi theo luôn à. Trong vòng bên đây còn bí ẩn gì nữa không? Hết rồi, hết đường rồi. Đem cá vàng vô bên kia để mở lộ thôi. Dưới này có đường nữa nè nghe. Cái gì, cái gì? Bởi vì bạn chết. Sau khi chết mình có thể trở thành con cá luôn nếu như Magia quyết định cái điều này. Nè, cá bàn cho anh đây. Cá mà không bao giờ ở dưới nước cho nó toàn trên trời không à. Mình sẽ dẫn mấy con cá này nó đi theo mình. Và đi đâu thì tôi cũng không nhớ nữa. Đây, lên đây, lên đây. Cá xanh thì nó vô chỗ này nè. Rồi tiếp theo chúng ta lại tìm cá vàng nữa. Cái gậy của cụ là làm thành nguyên cái cánh buồm để lả lướt trên sông luôn nha. Cái này cái hệ thống câu đố nó thì không có khó, có cái là mình nhận ra để tương tác với môi trường thôi. Yếu tố tương tác nó cũng mà tương đối đơn giản khi chỉ dùng cái đèn pin là hết à. Nhưng mà sau này chắc có thêm cơ chế mới. Và đây chúng ta gặp cụ rùa ở hồ Hoàn Kiếm. Đó bà lạ. Hai lá, hai cọng cỏ, tôi cũng không biết cái cỏ làm gì nữa. Cụ rùa nè. Tương tác được không? Không tương tác được. Chỉ thấy con goblin nó ngồi ở đây thôi. Cái này nó ngồi ở đây nó nhìn vô con rùa thôi. Khu này dạng như là một cái khu hang động nhỏ thiết kế ra để mình lấy mấy cái thành tựu như là lá bài đó. Anh em nào select gun thì bỏ ở cái khu này luôn. Ngoài ra thì chắc giới thiệu cơ chế mới là dẫn dụ mấy con cá này. Trời ơi, nó gửi tôi đúng 7 cái mail mà nó đếm từ 1 tới 7 luôn. À, đường này nó đi rồi. Từ từ cụ ơi, bình tĩnh cụ ơi. Game này điều khiển nó cũng không thực sự mượn nha. Đây, đã cứu được con rùa, cho nó bay về dưới trời. Trên này có một con rùa con nữa. Đưa lên, đưa lên. Thanh niên chơi chán bây giờ mà leo mấy con dây leo này chắc cũng không có đủ sức như cụ đâu. Bạn đã tìm thấy một vài người đang cần đến là cái support này. Bây giờ cần một cái lông và một con cá để hồi phục cho cái linh hồn của họ. Cái lông đây. Rồi còn con cá nó nằm ở đâu? Có cái lông rồi, thiếu con cá. Nhấn quy ở đây nè, cho nó chiếu giờ này. Trong lúc đó thì mình đi qua. Rồi gạt cái cần gạt để mở cái cổng dưới qua không. Rồi nhấn quy ở đây. Nhấn quy ở đây, chiếu vào cái này để mình đi về. Rồi, hút cây gậy về. Đó, cây gậy này còn bá đạo hơn cây rìu của Thor nữa. Ấy da. Chết cũ rồi. Không, không, không. Không chết, cụ vẫn đi đứng bình thường. Độ cao mà khoảng chục mét là không nhầm nhò gì với cụ luôn. Bên này có gì không? Bên này có một bức tượng đầy những con cá. Có thiếu đồ gì không ta? Hết đồ. Vẫn thiếu con cá nè. Cá được kiếm đâu trời. Không có tương tán được với bên kia. Không có tương tán gì được cả. Đi. Gió ngừng thổi thì mình mới đi tiến lên được, còn lại phải núp đây. Anh em nhìn mấy cái lá cờ đó rồi đó, gió thổi đó. Rồi lên 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 lên, tranh thủ. Chết rồi. Cây đó như để hồi máu vậy đó. Trời, té xuống nước chết nữa. Rồi chỉ có leo lên thôi, bên đó hết đường rồi á. Cái đèn này châm dầu mà nó sáng hoài vậy. Rồi tiếp tục trở lại như cái ban đầu. 1 2. Cái thứ ba thì nó sẽ giấu ở dưới, tại vì lúc nãy tôi đi vô á thấy nó có chuyện cái cảnh camera. Không có ai thiết kế cái camera khi đi vô đây để nó quay như thế này cả, nên chắc chắn nó sẽ giấu cái gì đó ở đây đó. Đi sâu vào bộ não của mấy anh đẹp, bởi vì thiết kế mấy con dạng isometric như thế này á, từ những con game mà đơn giản như Phiêu lưu giải đố như thế này nè, cho đến những cái con nhưng mà khó hơn như hành động action dạng mà no get rồi quyết kịch hay là achi mà để gần tết á, là mấy con top down như thế này, mỗi lần chuyển cái cảnh camera là phải tính toán dữ lắm. Trời, trụ đá mà được chân dữ vậy, Ronaldo. Chào ông già, tôi là Ogit, đây là Asa. Cô ấy là một con chó rất là tốt, đừng có sợ, nó không có cắn đâu. Ba con cỏ. Bỏ đi theo mình luôn rồi. Thôi thôi thôi, chơi đi chơi đi. Cái gì? Hả? Giữ cây gậy. Từ từ không hiểu cho lắm. Không đánh được. Ôi, phải đánh vô nó nữa, hiểu rồi. Ấy ấy ấy. Cái gì đây? Đau quá. À, cũng có để hồi máu. Điều khiển có gì nè. Giữ đi xa khỏi cái đèn đó mới được. Combo, combo, chết. Kỳ vậy đó. Nó kêu giữ e mà, giữ e không thấy tác dụng gì luôn á. Rồi được rồi. Nói ra giữ E là để hấp thụ linh hồn đó thôi. Sao mà mấy cái nền nó bị lỗi offset nhìn khó chịu như thế này. Vẫn bị à? Vẫn bị. Để mức nào cũng bị hết. Anh em nhìn cái nền nó có mấy cái đốm đen 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 nè. Cái gì? Cái gì mới xảy ra vậy? Này đây gì? Ủa không được hả? Rồi. Lại bị cái lỗi gì đi dính đường đó. Chắc phải dẫn nó qua bên kia. Có cái tiếng gì đó. Con cá mà làm như mấy con mà thiêu thân hay đom đóm vậy. Một cái giải 4 câu đố. Bên cá bàn này tính tình dễ dãi quá. Ở đây có hai con cá nên chắc là 2 câu đố. Trời nữa hả? Một hit chết luôn. Một combo chết luôn. Hồi nãy đánh chật vật. Cá bên này có linh hồn mà đang bay bay nữa rồi. Những cái cổ ngữ này rất là quan trọng. Tứ tự, con ốc vít, dấu hoa thị, chữ y ngược. Đứng ở đây mà nó đánh được thì tình cũng ghê. Nó kêu E để mà lấy sức mạnh đó, nhưng mà không có sức mạnh đâu để mình lấy hết. À đây 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 đây. Thôi đi về luôn, nhìn thấy hai con đó là đi về luôn. Bây giờ dắt con cá về trước cái đi. Rồi tí nữa mình giải quyết ba thứ tự câu đố sau. Vô đây, hai cái. Rồi cái thứ ba là bấm theo thứ tự này nè. Sáng ít qua thị y ngược. Con ốc qua thị y ngược. Sao cụ đổ mồ hôi dữ gì đó. Nè. Cầu thang có được, cầu thang xuống được. Quên, bấm nút cách là đúng nhảy mà. Bắn ra nút cách là mút ra cái điều đó. Bên này nó không có dấu gì cả. Con đường. Nó sáng vĩnh viễn luôn ta. Né đòn gì nữa ông Cóc ơi. Chạy nhanh lên cũng vết gân cũng ơi. Câu đố mà đúng kiểu không cần suy nghĩ luôn. Đáp án nó hiện ra trước mặt mình. mở được cái cổng này. Nhìn cụ lơm cơm đúng khổ luôn thiệt á. Hồi đó cái bản demo là đi thẳng vô đây luôn, không có đi vòng vào cái chỗ hồi nãy. Chữ Y nè. Đó 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 nó đó. 1 2 3. Cái dấu sao? 1 2 3. Nút gì đây? Nhấn tab để mở cái ba lô. Mình đã được thêm cái con dấu như cái con ốc vậy á. Ốc này ốc gì đó? Ốc này ốc vàng. Ốc vàng thì bên này. Bây giờ tới con ốc xanh. Những mấy con này đi đâu ta? Không không, không dẫn đi đâu được hết. Tôi nghĩ là mở cái cửa. À, ngay chính giữa này nè. Ngay chính giữa này luôn. Đi đâu vòng vòng. Cá bơi vào chậu. 3 thì còn thiếu cái nữa. Ôi ôi. Rồi phải quan sát thứ tự nữa đó. Đường trên này đi được không? Chỉ từ từ cái đã. Gãy nó không? Gãy nó không? Cứ đi qua cái cầu là gãy à? Thấy không? Cứ đi qua cái cầu là gãy à? Ngồi đánh boss rồi. Có tụi tôm với tôi. Nó chuyển camera như thế này à để có cái đường đi. Mở được cái cổng ở trên. Giờ đi thử đường dưới này. Đường dưới này để đi cái tàu ở đây hả? Để làm gì ta? Ồ, đốt sáng 3 cái hình tròn đó mới mở ra được cái này. Đừng nhảy ra quái gì nghe sợ lắm à. Ủa, đây có cái chậu này cá ở đâu? Bên đó còn nhiều câu đố chưa giải lắm nha. Chồng cú Goma chắc phải giải câu đố bên đó nữa thì nó mới mở được cái lỗi ở đây. Sôi kỹ bên đây lần nữa đã. Chỗ này đây đây quay về thôi. Bữa đầu hay đau đầu rồi đó nghe. Không đến được không? À rồi, biết rồi. Lái thuyền đi vòng qua bển. Có điều kiện lắm, chết luôn. Nhìn thì nó rất là đơn giản đó, nhưng mà khó cái bước điều khiển thôi. Chỗ này sáng rồi. Không có dẫn nó theo được đó. Không, vậy là chắc phải là chưa can thiệp cho nó được đâu. Có khi phải mở cái cổng trên đó thì mình mới đi được cái đường đó. Rồi trong này nó có cái dấu cuối cùng nè. Tắm cái sạch sẽ. Rồi. Ủa? Sao một cái? Chết cái nó reset lại hết thì tình con game nát. Cái cầu cũng reset lại luôn nè, con quái ở dưới cũng reset lại luôn. Game chơi ác với nhau như vậy. Hình như lỗi anh em ơi, lỗi cho nó, game nó không có ác gì đâu, con quái đó nó không có nổi đâu. Ủa nãy đây có cái gì mà hả? Tôi nhớ nhầm mà. Chỉ còn một cái dấu ở đâu trời. Không lẽ phải dẫn mấy con cá về thiệt. Không, nó không có đổi nút camera là không có đường đi trong đó đâu. Cái nó reset toàn bộ tiến trình của mình luôn. Mất thời gian quá, lâu đặt quá. Trời ơi, đừng có nói lấy mỗi cái cuộn nốt gì thôi nghe. Trời ơi, lấy mỗi cái lá bài ta gót mà nó vô hành tôi. Đồ độc ác, con game độc ác. Bây giờ làm sao kéo được mấy con cá về nè. Tôi vẫn chưa có ý tưởng nào về cái việc đó cả. Đi chậm mới được. Rồi. Nãy đi nhanh quá. Rồi ok. Nhầm đường bạn. Ông lão đánh cá về con cá Nhật Bản. Tôi nhớ cái câu này rồi. Ông lão đánh cá để cho những con cá vàng vào chậu. Trời ơi nó khổ. Cơm bách. Có phần đo rồi. Hai cọng cỏ. Lại một lá bài tarot nữa thôi. Anh em nào muốn đọc thì phao lại dịch đọc nha. Tôi làm biếng lắm. Từ hàng ngàn năm trước đã có một con rùa rất là khổng lồ. Mình lấy cái tù bà rồi phải không? Rồi. Cái tù bà trong cái bản demo á thì nó là làm ngưng cái cơn sóng. Nó có tắt không ta? Game này nguy hiểm lắm, tốt nhất là để cái cây gậy ra đi. Đó, con rùa khổng lồ đó. Nó bị ám rồi, mỗi lần nó thở nghe là nó thổi cái phao ra. Ủa giờ mình làm gì? Ủa không có thổi hả? Nhớ phải thổi kèn mà. Bên này còn gì nữa nè. Ông nào vẽ cái vạch sơn qua đây vậy? Dụ tôi đi qua bển hả? Lừa đảo. Phải độ à? Ê. Né. Ok chưa? Rồi. Nó nặng xuống rồi. Hết con cá voi lại tới con rùa. Rồi lần trước thì demo của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi vẫn chưa hiểu cái cơ chế câu cá này sao. Khi nào nó sáng lên mới nhấn nút cách. Hay hit nữa quá. Nhanh bạn ơi. Chơi như With Time Event đó. Rồi phái cuối. Kêu lần cuối đi. Tiếng kêu cuối cùng của nhân loại. Đây. Bây giờ về cứu được con kia rồi đó. Tìm tới em. Game này thời lượng chơi nó rơi vào khoảng 5 đến 6 tiếng, nên anh em mà Surface Game nó bỏ ba mấy cái lặt vặt như nãy tôi chơi á thì có thể là anh em rút ngắn thời gian xuống còn 4 tiếng chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có nhiều đâu, tùy vào cái cơ chế giải đố rồi tìm đường của anh em ra sao nữa. Giờ mới lên nhạc. Đó, nhạc lớn lên tí cho anh em dễ nha. Tôi nghe hơi nhỏ. Với trời đang mưa nữa nha. Game cũng được. Đó. Gùa mà có lông hả? Giờ tôi mới để ý thấy. À, con gùa này biết bay quên nữa. Cái đó là ghiêu chứ không phải là lông. Ghiêu vũ. Gùa đầu bạc tiếng gùa đầu xanh. Rồi, giải thoát cho linh hồn con gua. Chúng ta đã đạt được thành tựu mới. Ui, ông già nè, ông sẽ không trở về cái vùng quê nhà của mình ở đâu, ông biết đấy. Hả? Vậy chưa kịp đọc không gùa ơi. Canh đen bên lúc mình đang uống cà phê thì nó hiện ra một đống tép vậy. Trong game này con quái gì cũng biết bay với anh nha. Giờ mới để ý thấy à. Có mỗi mình chạy bộ tà lỏn vậy. Ông lão đánh cá vào bầy cá vàng. Thậm chí bầy cá vàng đó nó còn biết bay nữa. Đây có hai đường nè. Mình đi đường nào bây giờ? Rồi trên trời có con cá voi, nó bay gần cá voi xanh, con mà nãy mình cứu đầu game ấy vậy. Một lá targot nữa, cá voi xanh. Cá voi xanh là động vật lâu đời nhất trên cái hành tinh này. Thì nó bay trên trời rồi. Ông lão lột thỏm trong cái khung hình luôn. Ở bên đây có đường đó hả? Mình đâu có đâu. Nhìn cụ kia. Cái tấm này thì con cá voi nó xấu bắt à. Đó, như thế này đẹp hơn tí nè. Để nó bay gần gần đây, tôi chụp tấm này. Đó, rồi ok. Thanh niên này giống trong cái phim gì đó, Holo gì đó. Cái gì linh hồn gì quên tiêu rồi, của GB á. Cũng có thanh niên mà mặc bộ đồ đen thui rồi xong mang mặt nạ màu trắng đó. Còn thanh niên này ngược lại mặc bộ đồ trắng tinh đeo mặt nạ đen thui. Vùng đất linh hồn, nhớ rồi. Tôi đoán thì cái mà cụ gùa đã trao cái phần thưởng cho bạn về cái điều này. Ủa giờ đi đâu nữa anh? Mình sẽ đi xuống dưới cái sông Lena đó, nó thì đi có không có dễ đâu. Tốt nhất là lên làm chủ trên buồm của mình. Ở đây. Đi xuống hạ nguồn của cái sông. Ủa? Đi bên này á? Trời trời trời, tủ khí đang điên, tủ khí đang điên. Cụ này nội công thâm hậu hết luôn. Tủ khí đang điên. Ê vậy. Tấm này đẹp hơn. Kỹ năng lái tàu trên này rất là khó nha, cảm giác như lái tàu ngoài đời thật luôn á, chứ không phải là chuột trái để là hãm lại để mình lách vô mấy cái kè đó. Chuột trái là mình tắt cái đèn đi đó, cây gậy của mình nó biến mất khỏi thành cái cánh buồm á, nên nó sẽ giảm sức gió lại. Trời ơi, ít đừng ít. Ui rồi rồi, không sao, thuyền vẫn còn chạy. Trời ơi, càng gì game này cơ chế điều khiển nó khó. Đi gì đi hoài như này ha. Có tiếng gì dưới nước kìa. Trời ơi chết rồi rồi. Ê ơi ơi. Kỹ thuật kỹ thôi. Cháy vải. Cháy. Rồi bể tàu rồi. Nép mình phải đi bên phải rồi, không đi bên trái được. Kỹ thuật. Có hồi máu không anh ơi? Game này căng thẳng phết đó chứ đùa. Đâu có phải giải trí thư giãn thoải mái gì đâu. Thấy đau đầu thêm. Đách đép phết đó, nhìn nè. Ăn khịt người không cá voi? Ngươi là người trong giấc mộng Kazimir. Ngươi là kẻ xuất hiện trong giấc mộng á. Con này giống cái con ăn cá vàng hồi nãy quá vậy đó. Game này tôi nhớ studio có vài người làm rồi nha, nên họ làm như thế này là cũng rất là khá rồi. Cái này giống mà lũ nó về miền Trung, miền lũ của bão gì đó. Ở dưới miền Nam bây giờ là nước cũng đang lên cao, rất là cao á. Dạng một gia đình ngồi bên cái bếp lửa, chắc là ăn uống gì đó, có cái bếp nấu đây nè. Nhưng mà tất cả chìm trong cái biển nước này luôn rồi. Cái này giống cái tu tâm tượng thờ, nơi mấy đứa nhỏ nó vui chơi ở đây luôn. Nên có thể là vị thần này nó phúc hậu cho lắm. Thế giới đét đét nhưng mà cố gắng nhìn vào cái gì nó tươi sáng tới. Ít nhất là cụ còn có cây gậy để ánh sáng. Ủa? Người vợ mới sinh ra đứa con. Có cái gì tương tác được nè. Lai Lai là vợ của tôi, cô ấy đã sinh một đứa bé mới. Chưa buồn vì tôi không thể ở đây. Ủa? Rất tiếc vì mình không thể ở đó. Mình là già dữ rồi nha. Nên bây giờ có thể là hoài niệm trong quá khứ chứ không phải đang nhắc đến cái thời điểm hiện tại. Chắc là nhắc về cái thời quá khứ đó, lúc đó mà vợ nó sinh con ra thì mình đi đâu đó ngoài chiến trường chẳng hạn. Lúc nữa được không? Không. Cái dốc này nhảy xuống luôn. Cụ gân mà. Rồi, mình đã đến đúng nơi rồi. Bây giờ gặp nàng tiên cá hả? Những đồng ngọn nến này được làm bằng cái dầu cá. Cái này thì nó cháy rất là mạnh luôn. Cháy qua nhiều năm luôn. Ủa sao trên đó có con thuyền rồi, tới đây có đường đi nữa. Ê, ê. Trời ơi. Cụ ơi là cụ. Rồi, kết thúc trò chơi. Hồi nãy chỉ là giấc mộng thôi nha anh em. Hồi nãy chỉ là giấc mộng cụ đang ngủ thôi. Bây giờ mới là đời thực nè. Đi vô vu á. Rồi, nãy chỉ là mơ thôi. Hả? Bây giờ qua đây là mình đi luôn cái chapter 2. Nhưng mà ở dưới này còn đường nữa nha. Nên tôi chưa biết. Đi vòng ở đây khám phá rồi. Khả năng là nó củ hành mình 30 phút để cho một cái lá bài tarot nữa. Thanh niên nào thiết kế cái đường độc đạo như thế này. Chào bấy. Hello cụ già. Cái chuyến hành trình của mình sẽ đi vào cái khu rừng gỗ này. Tròn trước. Này đập được không? Được luôn. Mấy anh đếp bắt đầu làm tương tác với môi trường nè. Ánh sáng của đảng dẫn lối ta đến thành công. Đập luôn. Đó, đầy đủ. Tính ra chúng ta mới đi có khoảng là 27% con game thôi. Ở đây nhiêu lá bài đó? Nghe 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 là chúng ta lấy được 7. Tức là gần 30% rồi. 7 trên 22. Trên nãy giờ cũng hơn tiếng mấy. Gần tiếng rưỡi đây. Có khi tôi one hit tôi phá đảo game này luôn á. Kìa mấy cái con đó nó đứng nhóc bên trên kìa. Bắt đầu nhiều cây cỏ hơn rồi. Bên phải quá. Dừng ở đây, nhân loại không được chào đón ở nơi này. Nếu ngươi tiến sâu hơn á. Không có lần cảnh báo thứ hai đâu nha. Thằng kia nó kêu tôi đi giúp cô đó, cô ơi. Gậu thấy cái giấy gì. Rồi xong luôn. Nóng tảnh quá. Ở dưới nước mà nóng tảnh gì đó à. Gạo đi, gạo đi. Giờ mình sẽ đi vòng xuống dưới. Gạo lần nữa đi em. Rồi, dốt. Dốt lẻ cú. Đi tới đâu còn dính à. Cái khu rừng nhảy gì đó. Khu rừng xây xỉn, khu rừng nhảy nhót. Đây là những cái khu rừng rất là lâu đời ở trong cái Yoda này. Anh em muốn đọc không? Tôi lấy cái tô dịch ra cho anh em đọc. Để tôi làm thành cái góc chữ ở dưới đó. Đợi tới. Đầu tiên thì mình phải xác định cái khu quét cái đã. con quét giữa chỗ này. Rồi tiếp theo là đợi tôi chạy cái hotkey lên. Ủa sao nó không dịch? Tôi lỗi à. Tôi nói là chịu thôi. Chắc phải reset máy lại nó mới hết. Sao mà lỗi được? Hư cấu. Rồi lại tiếp tục vào cái chấm tròn kiểu này thấy em nó hú một cái là mình phải làm lẹo mới được. Bye bye cơ. Chiếu em luôn nè. Nặng hay sao? Lấy tàu trong này nó khó phết. Trái phải, trái phải. Cái đâm thẳng vào bến, nhưng mà phải có hai cái điểm dừng. Tạm đây chờ cái đã. Phía dưới này còn cái nữa. Gào cái nữa đi rồi chúng ta đi. Chạy thẳng qua bên kia, đâm thẳng lên góc trái trên luôn. Sau đó dừng tàu đó. Em mới đang lấy hơi, lấy hơi. Sáng của đảng. Bây giờ đi qua đó cũng là một vấn đề nữa. Bye bye. Em này hát nhạc Ophiga chắc là sập phòng luôn. Hồi xưa có mấy cái truyền thuyết mà niên 90-2000 á, hát trong mấy cái phòng Ophiga rồi mấy cái giọng cao chót vót nó vọng lại làm bể đi, bể mặt kiến rồi, rất là ảo ma luôn. Do thiết kế cấu trúc máy bòm của Ophiga thì cái đó nó cũng gần như không có khả năng nổi nữa. Thôi cổng tên nơi phòng đây rồi. Ông lão không đánh cá cho bầy cá vàng. Cô gái tóc đỏ thì không cản được mình. Mấy anh bên Tây á rất là thích mấy mà mấy em tóc đỏ nó thường nha. Tóc đỏ tự nhiên từ cái gen đó. Tóc đỏ với tóc nâu. Ê, điều khiển khó lắm, điều khiển khó lắm. Trời ơi. Rồi, không té, không té. Có đường ẩn gì đó không? Không. Có đường ẩn. Không, lừa đảo thôi, lừa đảo thôi. Dưới này cũng không đi được nữa. Đạp nó xuống sông được không ta? Tôi đang tìm con thuyền của mình. Bản đồ chỉ đường để đến Nava đi sung từ cái mà còn núi Nava hả? Game này nhiêu chapter ta? Bây giờ mới qua chapter 2 tiếng mấy đồng hồ rồi. 5 chapter là chắc tôi chơi không nổi đâu. Và để dành từ mai mốt rồi chơi tiếp. Mấy bồn hoa hướng dương nó lớn phết nha. Chạy đầy đầy. Người đẹp và quái vật à. Em tóc đỏ nãy nóng tính quá. Giờ chúng ta qua em tóc xanh. Trời, cái kia là hình tượng rồi. Thấy đây đi. Can you help me? Can I help you á? Rồi, thứ lỗi với em gái của tôi, ông cụ già, cô ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi, tránh khỏi cái con người. Tránh khỏi nhân loại. Thấy người cá mừng muốn chết mà nó bảo trong ánh mắt của mình là không có vẻ ghét bỏ gì hết. Nhìn thấy cái thanh niên này ở đây là rất nhiều năm rồi nhưng không cách nào để giúp nữa. Cái gì đó, cái gì dạng như cây đinh ba với mà con cá heo hả? Rồi ok, thanh niên kia thì tìm con thuyền. Game này như game nhập vai RPG vậy, anh em lại nhận quét rồi bắt đầu đi tìm đồ. Khoan, dạo đây cái nữa đó. Hết rồi, ở đây không có gì cả. Chỉ có chỗ cho mình tập đâm mấy cái thuyền đó thôi. Chỗ này nãy lối vào của mình. Bữa nãy hình như đâu ấy vào cái đường đó. Nãy vào đường này mà. Hả? Vì đường đây đi đâu? Rồi quay về cái chỗ bắt đầu. Nãy đi vô đường này đúng rồi. Đây, bên này có sự kiện. Lại cây cầu gần gỗ nữa. Đi qua cây cầu á, đặng quảng té bể đầu nữa. Chào nhà mạo hiểm giả. Rồi đem cho thanh niên đó cái ly cà phê. để trao đổi với vào cái linh hồn cá gì đó, nhưng mà chắc trò chuyện vui thôi. Đó, con ốc này nó ra là hình hai cái tam giác đan nhau, chỉ là nó dùng hình trong hình. Cơ chế này mình chưa có học được. Sao mà lắm người yêu cầu như thế này. Nãy giờ 4 cái web cùng lúc rồi đó nha. 2 con cá đỏ nè, 2 cái hình nhân xanh nè. Rồi em tiên cá là 2 cái món gì tôi quên nói tiêu rồi. Còn cái thằng cô bên kia là tấm hình, hình chiếc thuyền. Ủa sao ở đây có 3 hình là sao đâu? Game này giống game đi tìm đồ á, chứ yếu tố giải đố là đơn giản mà. Chưa thấy cái gì đột phá quá nhiều, xoay quanh mấy yếu tố giải đố nhẹ nhàng là chính. Có biến gì nữa rồi. Hả? Sao tự nhiên mình té xuống đó vậy? Khó nha, đi qua cái cầu gỗ này cũng phải điều khiển đó. Trên dưới đó có đường đi nữa. Bên dưới độ sâu bí ẩn của những bùn đất này nằm ở là Malu Thua, thành phố cổ hùng vĩ của Atlantis. Malu Thua đã trở thành một cái nơi linh thiêng thấm nhuần với những tinh thần sùng kính và thờ phụng thần linh của Medusa. Ồ, chỗ này là thần Medusa hả? Dành cho những ai tìm kiếm cái sự Phật và sự thuần khiết. Malu Thua đã mở cửa để trở nên dễ dàng hơn mời gọi những người họ trong những cái bức tường cổ xưa của nó. Tuy nhiên đối với những người có suy nghĩ bao phủ trong bóng tối, hãy cẩn thận bởi cái sự phán xét của Medusa. Medusa là thẩm phán tối cao của thế giới này. Bên trái cũng có đường nữa nha. Hồi nãy tôi thấy bên trái cũng có đường nữa mà. Kìa kìa con cá màu đỏ kìa. Ông lão đánh cá và con cá đỏ. Cái này có bắt cái gì đó. Làm nhiệm vụ phục vụ đi cho nó dễ dễ tới đi. 2 con lận. Kìa 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 kìa. Ủa? Không đi được. Này có con lạch nhỏ nè. Đây đi đâu nữa đây? Mình đang ở vùng biển này hả? Thôi, cái hòn đảo xám thì không còn xa chỗ này nữa. Mình chưa có học được cái kỹ năng này hết vậy, nên nó chưa có mở cái đường này. Mấy cá vàng nó không vào đó thì nó đi đâu? Chỗ này làm gì còn đường đi nữa. Đấy, sao tự nhiên vãi thì con game cơ chế điều khiển nó như bệnh vậy. Kìa kìa kìa, tôi không có điều khiển gì nha, mà tự nhiên cứ quay đầu đi dưới mà nào. Rồi hết rồi, hết rồi, lâu lâu nó bị như bị kẹt nút vậy. Rồi đứng nữa rồi. Né, né. Không né được. Chết luôn. Game cơ chế điều khiển nó quá là tù đi, lâu lâu còn thêm cái trò kẹt nút nữa. Làm lại. Hả? Vãi. Bây giờ còn không đánh được là kiểu này chắc phải leo lên đánh mấy con trên trước. Rồi. Trời, còn quýt tham event nữa không? Không được, không đủ mà ánh sáng làm gì vậy? Bó tay toàn tập. Kiểu này chắc phải chạy lên trên đánh cái con ở trên trước đó, rồi chờ đến khi nào cái cục ở dưới nó hồi đó, mới chạy xuống. Nhưng không luôn. Thôi để chết đi nằm lại. Hóa ra là không đánh được con đó luôn đó. Mình chỉ ngừng nó được chút xíu siêu siêu thôi. Một với 4 à. Trời ơi, chưa xong nữa à. Trời ơi, đừng đọc nó, điên rồi. Rồi chết luôn. Game khốn nạn. Game khốn nạn đây. Đứng đọc nó xong rồi nó không tắt luôn đó chứ. À, nó không hồi con kia. Cũng được. Thiết kế mà đi lẹ dùng á. Rồi giết được chứ không phải không giết được. Nãy khó là do mình không đánh mấy con này trước á. Rồi bị kẹt nút này. Trường này còn nhiều lỗi quá. Rồi. Cục đá sao phá ta? À, bên trái có đường leo lên. Thiết kế góc camera đôi lúc nó vẫn còn rất là nhiều lỗi mà. Nhưng mà lại ngay cái đoạn combat nữa. Trời ơi. Cơ chế điều khiển con game này lý ra là nó không có khó đâu. Dev cố tình làm như vậy để mà khiến cho game nó trở nên khó hơn, chứ đơn thuần dễ đố thì nó cũng dễ quá. Nên em nhìn cái quay đầu cái nó tốn phải gần 2 giây cái nữa nè. Nè, chạy tới quay đầu lại nè, đó. Phải thắng lại cái rồi, chậm lại rồi mới lấy chớn rồi mới đi tiếp được. Thế nên là chưa tính phần chạy nhanh nữa nha. Khó đây. Đi từ từ. Rồi ok. Một lá bài tarot nữa, còn thiếu lá đây. Lá này giống như cái lá người hát gông vậy đó. Ủa mở cái cổng đó để làm cái gì đó? Đi lên thử cổng ấy. Coi nó mở cổng này làm cái gì. À có đường. Có cái cần gạt gì trên đó nữa kìa. Thậm chí cái cơ chế chạy nhanh là lúc nó chạy nhanh lúc nó không, mà tôi không thấy có ống thể lực nha. Đánh chuông hả? Đây thì đâu chiếu đèn cho nó được. Không có chiếu được. Mấy cái asset, cái bãi mà nhầy nhầy đó nó bị lỗi mấy cái chấm đen nhìn cũng khó chịu chứ thiệt á. Rồi đi thôi, coi như là cái khu này giải quyết xong rồi đó. Lên đây. Rồi có cái gì mới trên này nữa. Mau cai rồi. Tia sáng màu vàng và linh hồn. Trên đầu có cái gì chấm sáng vậy đó. Ủa đi đâu kiếm thêm con cá nữa ta? Đi. Được nha. Trời nó đảo vòng dữ biết tới nào không trời. Rồi, bể cái thủy tinh này nè. Lấy thân đèn người à. Cá này bắt được chưa bạn ơi? Bắt được một con thôi. Thằng kia nó yêu cầu tới 2 con nữa. Cái này dẫn nó đi đâu ta? Bầy cá nè. Chưa có ý tưởng. Dẫn về con này nữa được không? Vỗ tay rồi. Ánh sáng màu vàng và con cá nè. Đó. Được cái bông màu xanh. Rồi nó chơi đi. Giờ làm gì nữa vợ? Tôi hết biết rồi. Chưa có xong chapter 2 nữa, gán xong chapter 2 đi rồi chúng ta mới nghĩ được. Không thể để game dở dang như thế này, con này hết bắt được rồi. Nên giờ chỉ có về là trò chuyện với ông kia thôi. Cái làng mà mấy thằng nhỏ nhỏ, người nhỏ nhỏ này nè. Này mình hút được không đó? Không. Cửa bên đây cũng đã chặn hết, đồng bộ. Rồi bây giờ chỉ có bay về thôi. Nó đòi 2 con cá, bắt đầu ra cho nó 2 con bây giờ. Mấy cái bình này nó hồi ra luôn nè. Cái mà người của những cái nhân loại như mình sống ở trong một cái tòa thành ở phía Bắc. Có 2 đứa trẻ bị rơi vào cái lỗ trong đó, mình sẽ đi cứu nó à? Không, không mở thì sao tôi qua được, mà tôi đi cứu. Rồi. Cụ ơi là cụ. Bây giờ đi ra mà không có đường nữa là nghỉ à. Bắt đầu buồn ngủ rồi. Bây giờ chỗ này như cũng có đường nữa nè. Hồi nãy đứng trên cái chỗ mà cái cổng á, có nhìn thấy qua đây. Bắt đầu quẹo lên trên. Ủa chỗ này chỗ ban đầu mà. Ủa không phải cái con mà cần tìm hả? Đi đường rồi anh em ơi. Này là cái cổng đi vô chỗ cái khu tiên cá nãy. Trên đó có nhà giả kim kìa. Ô chỗ này nãy chưa đi. Ăn được không? Không. Cụ này đi nãy đến giờ luôn. Xin miếng anh ơi. Còn thiếu cái bịch bánh quy. Thiếu một con cá đỏ với bịch bánh quy. Bên đó là đi không được. Game này tự nhiên đến khúc này nó giao cho mình 5-6 cái quét cùng một lúc luôn. Chạnh bạn, tôi là Goma. Tôi là cái bậc thầy giả kim thực sư ở đây. Đến đây thì mình mới học cách để phá được cái đó. Cái túi bạc là có khả năng bắt 2 con cá vàng rồi đưa cho cái mà thằng kia, cái thằng mà nhóc ở cái chỗ cái ông làng yêu cầu giải cứu 2 đứa cháu. Nên lấy được cái túi bạc thì mới phá được mấy cục đó, rồi mới đi thêm một số chỗ nữa. Game nó lắc léo vô đó. Nhưng mà tôi bắt được con cá màu mà. Ủa đang có cái này hả? Nãy đi cái vòng một khu này luôn mà không thấy đó. Rồi đi qua giao cho 2 khu kia lấy cái túi tiền rồi quay về đưa ông giả kim thực sư này. Ủa à, đường dưới nhớ hướng tây không à? Đây có món. Rồi vô trong đó thì mình giả kim á, thì mình học mới phá được cái đường đi. Phá được cái đường đi thì mình mới đi qua giải cứu 2 đứa cháu trong này được. Tốn mấy tiếng đồng hồ của tôi đó trời. Nè à, 2 con cá của mày nè à, tự mà đi bắt. Đúng rồi, cái túi tiền. Nhắm nơi té lòng nữa này. Trên dưới thôi. Dưới. Đây đúng rồi nào. Rồi nguyên liệu của anh đây. Đó vừa lòng hả giả chứ. nâng cấp cây gậy của mình lên nè, cường hóa lên thành cái khẩu AK đầu chẳng hạn, gậy phép cộng 1, chuột trái và nút ép. Bắn như AK thiệt luôn, nhưng mà phải canh nó sáng lên nha. Đó nè, bắn như AK thiệt luôn nè. Rồi rồi, bây giờ thì mình có thể đi tiếp skip qua luôn á, nhưng mà thôi chúng ta đi lại chỗ hai đứa nhóc làm nốt mấy cái nhiệm vụ. Rồi ngoài ra cái khu mà thành trại ở phía bắc nữa, cái đó cái khu thành ở phía bắc đó vẫn còn một số câu đố nữa. Find the hole, find the hole. Mình cảm thấy có một cái rung động nhẹ ở dưới cái mà đá giếng này. Rồi chúng ta lại chui vào hang, gặp Roger ở đây hoặc là Fanemu ở đây thôi. Bên dưới, cứu, cứu. Đừng nói ông cụ một tay vác đứa bé trên đây à, bên kia có cái gì kìa, chắc đường đây thôi. Đó, thiết kế ẩn là phải thiết kế như thế này. Chúng ta có 2 cọng cần sa. Cái này thấy ghê phết gì ta, nhìn như game kinh dị vậy đó. Ôi ôi nó tỏm. Ê giờ mình bắn nha ca, mình không có ngán mấy cái thằng này đó. Ê, chết rồi. Ủa chỗ này chỗ nào vậy? À không, thực ra tôi cố tình tôi skip qua đi cho gọi là kỹ năng phép game á. Ủa? Trời, đây là đâu vậy trời? Tôi không biết tôi đang tiến lên hay đi ngược về nữa nha. Nhưng thôi, có đường thì chúng ta cứ đi. Đi mãi cũng thành đường mà thôi. Cái gì đây? Ở đây là có 4 cái chuông. Cái theo hướng đông tây nam bắc, vậy là chúng ta phải gõ đúng 4 cái thứ tự thôi. Đầu tiên thì chắc đi phá mấy cái vòi của nó trước, đi phá vòi hướng tây trước nha. Hướng tây có đường vô nè. Tự nhiên nhảy cái đùng qua cái đoạn này luôn. Mình đang cứu hai đứa nhỏ gì ở đâu đó mà. Cái gì, cái gì? Trời, mấy con quái nó gớm chưa. Quýt thăm event à, điều khiển khó vãi ra. Làm sao mà mình đi xuống dưới được trời? Trên này có một cây thang đó nào. Ý là mình đi qua rồi không cần phải quay về á. Chỗ này đi được không đây? Đi được, đi được. Cá mê ha. Thực ra cái này làm cái cây chữ thập hay là cây chữ đơn gì nó cũng na ná như nhau à. Làm cây chữ thập để chúng ta dễ trúng mặt hơn á. Tại người ta suy nghĩ trong đầu là có nhiều sự lựa chọn hơn. Ừ? Rồi hiểu. Rồi ok. Nó không hướng dẫn mình bắn laser vô đó. Nó chỉ hướng dẫn là để cái đó đó thôi. Thôi xong tôi rồi. Camera quay vô đâu vậy nè. Chưa chết, chưa chết. Chưa chết nhưng mà tốn thời gian phết luôn á. Làm gì được nhau mà cứ nhìn. Phép dân, sự phép dân. Một cái vòi, trời ơi, 4 cái vòi lận hả, 3 cái vòi lận hả, cái gì đó, trời ơi giật cái mình, một con, đừng có gãy cái cầu nữa, cứ đi gặp cầu là nó gãy à, rồi, tắm cái. Điều khiển khó quá. Nước chảy mây trôi. Liễu lão nè. Xong chỗ này nãy mình đi vào. Bây giờ rẽ phải bên đây. Đứng dưới này. Hết mana rồi. Nó cho mình cộng cỏ là đánh boss nữa rồi đó. Sao mà lên đây được? Gãy nó không? Khó nha, khó nha. Ê, ê. Anh em ở miền Tây thì chắc biết cái vụ cầu khỉ này nhiều quá. Trời ơi. Cầu khỉ nó còn khó đi hơn cái cầu này nữa nha. Cầu này nó ván ngang á, cầu khỉ là nó tròn ủng à. Nên dân lạ lạ xuống miền Tây mà đi mấy cái cầu khỉ á là gán dữ trời lắm. Nhiều cây cầu nó không có tay vịnh, nó chỉ dựng cây cầu như thế này thôi. Nên anh em đi là như diễn viên siết luôn. Bây giờ làm gì giờ? Không đủ để phá này rồi. Không đủ để phá con này luôn. À đây con cái quên, đẩy đầu game vô thấy. Út tầm nhìn này bạn ơi. Hai cái vòi. Còn cái nữa. Game đau đầu quá, 2 tiếng rưỡi cho tôi rồi đó. Ê ơi ơi ơi. Cụ nãy đứng trên đó, cụ quăng thẳng cái cây xuống luôn. Hồi nãy đứng trên dốc đó nhảy xuống luôn là xong rồi. Chỗ này mà té xuống một cái rồi tôi chửi đếp luôn. Rồi chúng ta còn sót cái này chắc ở nơi cái tòa thành đó thôi. Hay hết. Trung sướng quá à, mày ngồi đây mày chơi gì. Cái đường dưới đó là đường chính. Cái đường ba con sứa đó tôi nghĩ là cái đường chính. Vô đây làm gì trời? Ủa? Rồi chết luôn, mới hiểu sao luôn. Cái cục này nó nằm ở giữa sông, làm sao mình tương tác được ta? Cục này nó nằm ở giữa sông thì đâu lấy chọi vô. À hút. Đơn giản. Quên cái trò hút. Game nhiều cơ chế quá. À, mở cửa nè, nó mở rồi. Khổ quá, game khổ quá. Mà cũng hay. Ai vô? Nhỏ bầu dẹt dài, nhỏ bầu dẹt dài. Cần phải đọc nữa hả? Một cái tấm bảng bằng đá nó hiển thị rất nhiều cái chuông có hình dạng khác nhau, tôi đoán nó rất quan trọng. Hai con đó hả? Ông nào chiều xuống hết anh? Ít nhất thì một thằng chèo xuồng, một thằng gội đèn đâu đấy ngồi chơi. Nhỏ nè, bầu là bên trái nè, dẹt ở trên. Này thì sứa, này thì bạch tuộc. Cảm ơn người tốt bụng, nhân loại tốt bụng. Hai đứa nhỏ đã té xuống giếng vậy mà. Cái khu dưới giếng là nó như vậy đúng đó hả? Có điên nào ra với anh? Trên này quá. Xuống đáy giếng mà không gặp Roger nào, không gặp Fanemu nào. Trời, cái camera nó xoay 360 độ luôn. Lấy thiền là nó tính theo cái góc mà anh em nhìn luôn đó nha, nên camera nó xây là anh em phải đổi ốc lái nữa đó. Hai đứa nhỏ nó bỏ mình nó chạy luôn rồi. Đây, tôi dắt hai đứa về cho ông ở đây. Đổ về đấy ra. Cảm ơn để cứu giúp những đứa con của tôi. Đây, nhận lấy nó như một cái phần thưởng. Nó dục xuống đất gì đó à. Cái lượt này hồi nãy là ai yêu cầu đó. Rồi, hôm nay gần ở đây thôi. Khả năng sắp tới là mình đi lên cái phía Bắc á. Hồi nãy trên đó thì còn một số cái đá pha lê chúng ta chưa có mở đường được. Thì đi đó mở đường thì chắc lấy được cái món còn lại thôi. Lấy được cái món còn lại là xong. Với một cái thẻ bài này tôi nghĩ trên đó tính ra cũng gần nửa game rồi. Rồi thôi, ok, bye bye anh em. Game này thời lượng chơi chắc khoảng là 5 đến 6 tiếng. Tôi chơi 2 tiếng rưỡi thì gần phân nửa. Nên chắc cũng tầm đó. Nếu như anh em phát doanh luôn á, anh em đi qua mà bỏ mấy cái nhiệm vụ mà nhỏ nhỏ lẻ lẻ như thế này nào, thì chắc khoảng xoay quanh 4 tiếng thôi. Một con game cũng có giá là khá dễ chịu vô cái thời lượng chơi như thế này. Nhất là với những cái tín đồ giải đố mà phiêu lưu chậm chậm á. Game này thì nó rất là dễ, rất là đơn giản. Nãy giờ chưa có câu đố nào gọi là khó luôn á. Nên nó phù hợp cho cái lứa tuổi nhỏ nhỏ hơn là những cái người lớn chúng ta chơi. Rồi, ok, bye bye anh em.